Xin chào, Minh Dù xin hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng đến với chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy. Quý vị thân mến, ngày hôm nay một tuần đã trôi qua rồi đó. Và như thường lệ, chúng tôi vẫn sẽ có 4 người chơi. Và họ đến từ nhiều lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Có thể là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, MC. Nhưng mà họ đến đây cùng nắm tay nhau để bước đến một trận đấu qua 3 vòng thi vô cùng kịch tính của chương trình này. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ có những cái thách đố về mặt kiến thức âm nhạc. Và bên cạnh đó, đằng sau Minh Sù đây có hai chiếc ghế đau lưng với nhau trên một bàn xoay và có từng cấp độ hoàn toàn khác nhau. Để xem ngày hôm nay ai sẽ có những cú trượt ngã ấn tượng nhất quý vị nha. Và bây giờ hãy cùng làm quen với 4 người chơi. Xin mời. Đội đỏ, ca sĩ Chi Trần, diễn viên Tuấn Kiệt. Đội xanh, diễn viên Quy Juni, diễn viên Vũ Đằng. Trời ơi, hôm nay ai không xinh ai không tươi hết nha. Hôm nay đội em đến với chương trình với một cái tiêu chí như nào? Dạ, chơi hết mình, thắng. Dạ, chơi hết mình, quậy hết sức. Ờ, nói thàm vậy. Chơi hết mình, thắng ngay lập tức luôn á. Thiệt, ừ. Dạ, thông cảm, tại vì bạn em hiện tại đang có bệnh trong người. Hả? Bệnh gì? Bệnh gì? Rối loạn tiền đình. Trước khi lên đây là có thử cái ghế đó rồi. Dạ. Hãy cùng làm quen với đội thứ hai. Hôm nay em đến với chương trình với tinh thần vui là chính. Vui thôi, không có chính phụ vậy. Thôi mình quyết thắng cái nè. Quyết thắng và quyết tinh thần. Quyết thắng. Vui. Chưa hợp nhau lắm luôn. Hai đội hôm nay mới tới, như là chưa có một cái gì mà nó cần làm chung với nhau, cho nên nó chưa có ăn xong với nhau. Dạ. Quý vị không lại sao nè, cả. Lại nè. Chúng tôi lại sẽ nha. Làm khao không lại vậy. Có chọn đội không anh? Ý là anh muốn chọn lại. Không em, vậy là một đội. Không, anh về đội của em, anh về đội của em. Em có quyền lựa, em được quyền lựa chọn đội mà. Ok, em là MC giùm anh đi. Anh về đội được không ạ? Dạ, lại quá hợp. Chào mọi người đã đến với chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy. Không. Dạ. Xin lỗi mọi người, tại vì á, người chơi thì được tham gia một lần thôi, MC được làm nhiều lần. Cứ giữ vững vị trí đó. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc hai đội may mắn nha. Dạ. Okay. Quý vị thân mến, hai đội chơi không biết đã sẵn sàng chưa, nhưng tôi tự quy định là sẵn sàng rồi để chúng ta bước vào vòng thi đấu thứ nhất, tên gọi đuổi bắt. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu thứ nhất. À, mình nhảy hơi nhiều. À, em năng lượng mà. À, mình năng lượng đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Minh Sù rất là cần những cái năng lượng như thế. Vòng khởi động đầu tiên với tên gọi là đuổi bắt. Vòng đuổi bắt gồm 6 câu hỏi. Mỗi lượt, hai thành viên đại diện hai đội ngồi vào vị trí trên vòng xoay nghe câu hỏi. Màn hình LED trên sàn sân khấu sẽ hiện lên các đáp án. Khi vòng xoay dừng lại, người chơi phải chạy thật nhanh đến đáp án đúng để giành lấy 10 điểm. Luật chơi đã rõ. Bây giờ đội nhà mình lựa chọn ra người đầu tiên chơi đi. Ai nè? Dạ, em vô chơi mà em thấy sao chóng mặt quá, tiền đình quá. Ok, dạ. Vậy thôi mình nghỉ chơi. Không phải, phải. Em nhìn anh xù quá. Sao vậy? Nhìn xù vì sao xuyến. Trời ơi, cái gì vậy? Alo. Thì bây giờ sẽ nói cái gì đó. Anh tổ. Hôm nay thôi. Lâu quá mới gặp em. Dạ. Khỏe chứ hả? Dạ khỏe. Bé nó cũng hơi cao. Không biết vì sao lại như vậy. Thôi ráng chơi đi, có gì hỗ trợ cho. Dạ dạ. Ok. Qua nghe tụi bạn tối tụi bạn. Quên. Gì vậy? Anh tỉnh táo lắm, xin lỗi em. Công bạn đi anh ơi. Rồi, người đầu tiên tham gia là ai? Em. Rồi, bên đây. Em đi trước đi, chồng thì nghe nói là còn nhẹ đó. Đúng rồi, giống rồi, còn nhẹ. Rồi, xin mời hai cô gái lên vị trí. Mời ngồi ạ. Và bây giờ, câu hỏi đầu tiên của chương trình sẽ có một đoạn nhạc gợi ý cho hai cô gái. Xin mời. Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xưa. Vâng ạ, à, đó chính là đoạn nhạc gợi ý của chúng tôi. Hãy cho Minh Sù biết bài hát này tên gì? Chúng tôi sẽ có 3 gợi ý nha. Đáp án A, bản tình cuối. Đáp án B, nỗi đau ngự trị. Và đáp án C, bản tình ca cho em. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu.
không có được nhắc bài. Lên. Wow, mát quá vậy trời. Chưa đâu, cái này nó chưa chạy đâu. Chưa nào dừng lại thì nó sẽ chạy. Tập trung nha, đừng nhìn dấu dáng như nhức đầu nha. Ok. Đó, nó chạy. Rồi, nhanh lên. Chạy lên, nhanh lên, nhảy vô. Đâu. Chúng tôi sẽ được xác định màu xanh lựa chọn đáp án C trước khi mà G-Dần nhảy vô. À, lúc đầu là bạn đang còn cái quán tính em. Không, anh, cái đó là bị tiền đình, Không em, cái đó là cái quán tính. Loại luôn. MC là công tâm nhất. Đúng. Mình phải tin MC. Đúng chưa? Dạ. Tuyệt vời, đúng rồi. Hãy tin về MC và đây là một đáp án sai. Chiến lược. Ủa, cũng đuổi bắt vô C mà. Nói chung là cái chuyện mà tụi em bắt được cái gì chữ C. Nhưng đáp án của chương trình là cái chữ A. Đó chính là bản tình cuối. Em lên Kiệt. Ây, có phải em khởi động cái Vũ Đăng lên. Em muốn khởi động hả? Dạ em muốn khởi động. Em muốn khởi động bằng cách nào? Hít đất không? Dạ hít đất đi. Mời em. Rồi dữ vậy. Dữ á. Cái này cứ dấn cái bụng mà hít đất không được. Tôi đề nghị là không có sử dụng những cái động tác để mà khích lệ cái tinh thần của dẫn chương trình nha. Khích lệ tinh thần hả? Không, không khích lắm. Nhưng mà em có vừa khích chưa? Khích luôn. Rồi, bây giờ sẽ là một đoạn video clip gợi ý dành cho hai chàng trai. Xin mời. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Hãy cho chúng tôi biết bài này tên gì. Trong đoạn nhạc gợi ý cũng có gợi ý một vài thông tin để trả lời câu hỏi nha. Lưu ý điều này. Có 3 đáp án để lựa chọn: A, nỗi lòng người đi; B, hai lối mộng; và C, lá thư đô thị. Vòng xoay lốc xoáy bắt đầu. Bớt nhắc bài lại, đôi khi mình cũng sai nha. Em sợ quá. Ủa không, dịnh sẵn cái đồ mở ra đây. Dịnh sẵn ở đó, đúng rồi. Mới cấp độ 1 mà vậy đã quéo rồi. Đăng ơi. Xin cảm ơn. Như nhau, cho nên là sẽ nếu đúng, cả hai đều đúng. Dạ. Nếu sai, cả hai đều nắm tay ra về. Và đáp án của chương trình là đáp án bài hát chính xác là B. Rất tốt. Không phải, tại vì thật ra nãy cũng có nghĩ B, tại vì trong lời bài hát nó có cái chữ đó. Anh có nói rồi thì đó, có nghĩ B. Có thông tin để dự đoán bài hát là nó có giấc ngủ đó rồi. Thì là hai lối mộng. Thì em biết vậy mà em tính nhảy vô chữ B nè, mà sao nó tự nhiên cái hồi nãy mà em nhảy vậy nè, hồi nãy cái cú nhảy của em nha. Mà em nhảy nè. Hey! Là anh tính B rồi. Như là anh tính B. Hồi nãy em nằm vậy mà. Mà lúc mà cái chân em vậy thì em quéo này thì nó nằm A. Còn quéo này là tính B. Thì đó. Thôi được rồi, chiến lược của đội em là nhường bên kia 2 câu. Nhưng mà bên kia lại từ chối. Thì bắt giờ chúng ta bắt đầu chơi nè. Ok. Bây giờ mới là cuộc đấu chính thức. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2. Mời hai cô gái lên. Trước khi đến với vòng xoay lốc xoáy, chúng ta sẽ xem một đoạn video clip gợi ý. Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, những lúc có tôi và mắt chị nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Xay vô luôn. Hay quá, mời vô luôn. Đúng rồi, tuyệt vời. Hay quá. Với một cái đoạn mà ngẫu hứng của chúng tôi thì chắc có thể là làm luôn mà. Ủa? Luôn mờ đội em luôn. Mất thông tin luôn. Lo coi nhảy không. Ca khúc Ghen do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa trình bày. Hãy cho biết đoạn nhạc bị méo tiếng với phần gỉ trên sẽ là những từ khóa nào. A, tôi muốn mùi thơm của nước hoa. B, tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai. Và C, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Ôi trời ơi.
Ôi, gì vậy? Tập trung thôi, nhớ câu đó thôi. Nhìn thẳng phía trước là không có bị. Cố lên em ơi. Rồi, ok. Hay, đây là chiến thuật hay. Nếu như hồi nãy em vô C luôn là anh loại em rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em vô B là anh có thể là xác định được nếu như C đúng hoặc sai trước. Sau đó mới tới lượt em. Được chưa? Yeah. Em tự tin, tràn đầy tự tin. Tự tin bao nhiêu phần trăm? Một. Đội em. Không phải, tại vì má dễ thương đi. Duyên dáng. Duyên dáng. Một gì? 1% hay là 100%? Một chút xíu còn 100%. Còn baby, Juni, dạ. Bao nhiêu phần trăm? 2 đi. Trời ơi. Hơn 1, chút xíu. Mình lựa chọn trước, biết đâu nó đúng. Ừ. Tự tin lên. Tại vì em cảm thấy cái câu trả lời của câu C á, cảm thấy nó mỹ miều và nó hay ho, nên là em cảm thấy là C. Tuyệt vời lắm. Thế câu C là gì ạ? Câu C là tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Hay, đúng không? Người ta biết được cái đáp án là gì. Nhớ đáp án câu B không? Ừ. Tôi muốn biết đáp án ngay bây giờ. Nếu Duyên nữa. Duyên nữa. Thôi, vì quá Duyên. Chúc mừng em. Em đã rất duyên dáng như vậy rồi. Thôi về đi, sai nha. Ủa? Ừ. Rồi, vậy là một đáp án. C là một đáp án. Chính xác. Con nhân tình bé của tôi ơi. Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mắt chị nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. 10 điểm đầu tiên cho đội màu xanh, chúc mừng. Hay quá, có hay. Điểm rồi. Ủa? Thôi, có 1 câu à, nhường đó. Ồ, em ơi, nãy giờ mình nhường 3 câu rồi đó. Không anh, quá tay 3 bệnh, không sao hết. Anh cứ tin em, không sao. Nhưng mà tới anh lên, anh không tin anh. Và bây giờ sẽ là lượt tiếp theo của hai chàng trai, xin mời. Video clip gợi ý thứ tư, xin mời. Sáng trăng sáng cả vườn chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Chồng tôi thì đỗ hoa này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Có một cái đoạn mà nó điền vô cái đoạn đó giùm anh nha, trong ca khúc Trăng sáng vườn chè. Và chúng tôi sẽ có 3 gửi như sau. A. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. B. Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi dẹp đường. Và C. Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. 3 câu thơ rất hay, nhưng không biết câu nào đúng. Trời ơi, quay nhắm mắt lại là mệt lắm, đàn ơi, nhắm mắt lại là mệt. Dịnh vô cái đồ tháo nè. Dịnh vô. Dịnh vô cái đồ tháo đi à. Bung, bung dây ra liền. Bung đi. Bung. Ủa, có chơi không ạ? Vâng, mời khách xuống đây à. Bên mình tới trạm dừng chân rồi. Không, dòng này em nhường. Không, lùi lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, xong. Lùi xong. Về luôn. Đúng rồi. Có chơi đâu. Đúng. Em thấy trời ơi thôi. Chơi gì coi thường em quá. Ví dụ nha. Dạ. Ví dụ như vậy. Kiệt liêu vô. Thì anh tính. Dạ. Nó có một cái sự mà hấp tới mùi vã. Không, dòng này em nhường lại cho đội bạn 10 điểm anh Sùng. Làm sao chắc nó có 10 điểm. Em đâu có nhường. Anh thấy em không có nhường. Em mở thiệt. Đáp án chương trình chỉ có 1 câu đúng. Dạ thì rõ ràng là như vậy. Em hãy vui lên, biết đâu nó đúng. Thôi, giờ lạc quan thôi ha. Lạc quan lên. Yeah. Đúng rồi. À. Nhiều hơn nữa. Yeah. Sai rồi. Yeah. Sai rồi. Yeah. Em biết ngay về mà. Luôn. Đáp án chính xác là câu C. Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Sáng trăng sáng cả vườn chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thì đỗ hoa này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Một lần nữa cả hai đội chơi cũng không muốn lấy điểm của chương trình. Không sao cả. Dễ quá mà lấy gì chi kì. Ủa. Trời ơi, chương trình ăn nỉ luôn á, lấy điểm giùm. Rồi, bắt đầu từ bây giờ mình chơi nha. Chơi nha. Chơi. Còn 2 câu à. Còn 2 câu.
Vòng xoay lóc xoáy cấp độ 3, mời hai cô gái lên. Ta đến với video clip gợi ý tiếp theo dành cho hai cô gái, xin mời. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sao lạnh buốt đêm trường. Đây là ca khúc Sầu Đông, sáng tác của Khánh Bằng. Đội chơi hãy cho biết hai câu hát đầu tiên của đoạn lời 2 là gì? Trời ơi. A. Ngại ngùng bước chân buồn em đã sang ngang rồi. B. Ngại ngùng bước chân sầu em đã sang ngang rồi. Và C. Ngại ngùng bước chân về em đã sang ngang rồi. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Không có nhắc bài. Bên này nhắc dữ lắm. Chơi mà chết nhắc. Anh á. Thôi mình đừng đánh nha, mình đừng đánh nha. Nhanh lắm á, nhanh lắm á. Xuống đi em, mình đừng thua. Di vô đi, vô đi, vô đi. Không tao, không tao, không tao. Còn chưa được, còn chưa được, còn chưa được. Đi về luôn. Ủa? Quẹo về nhà luôn, quẹo về nhà luôn, gửi xe về nhà luôn. Tiền đình thiệt hả? Tiền đình thiệt. Tập nhiều mà. Không, 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 gì, gì, kéo về luôn. Ủa, bên hay quá, không được. Không, nhưng mà mình vô sao rồi? Vô sao, mình vô sao lâu quá. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ xác định cái người mà vào thứ hai đó thì cũng phải suýt sao tầm khoảng chút xíu giây thôi. Còn này lâu quá, mình về sau. Đáp án chính xác của chương trình là A. Chúc mừng. Ngại ngùng bước chân buồn em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Sầu Đông là một trong những ca khúc rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Khánh Bằng. Bài hát này được ông sáng tác vào năm 1962, trong một dịp cuối năm, ông về thăm quê nhà ở Vũng Tàu. Cho nên đoạn đầu nhạc sĩ mới viết: chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cố hương. Trong chuyến đi này, ông có ghé thăm một người bạn gái cũ. Khi đến nhà thì ông mới biết là cô ấy đã đi lấy chồng và đã sinh con. Cho nên đoạn sau mới có lời: ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi. Ngại ngùng bước chân buồn em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? 10 điểm nữa dành cho đội màu xanh. Hay. Chơi chưa? Mình nói chơi rồi. Thật hả? Thật ra chiến lược của chúng tôi đến đây là không muốn ghi một điểm nào. Được, mình sẽ chơi. Nhưng tôi muốn như này, có một cái sự chênh lệch, tức là bên kia 60, bên tôi chúng tôi không. Chúng tôi tập làm ra một cái tập thật sự rất là tuyệt vời, kỷ lục cho khán giả coi. Còn bên kia có 20 điểm. Vậy tính ra là vậy đúng không? Đúng ra là vậy đó. Tính ra là phải vậy mà em kêu 20 điểm, cô không có kiến thức gì. Đổi đội, chúng tôi không muốn đối thủ này. Các bạn có quyền dừng cuộc chơi tại đây. Chơi. Xin mời lượt cuối cùng. Thôi giờ em tự tin rồi đó. Tự tin chưa? Tụi em đang thắng mà. Ok, ngon. Câu hỏi sẽ có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Đoạn nhạc vừa rồi nằm trong ca khúc Cát Bụi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hãy cho biết câu hát tiếp theo trong đoạn nhạc gợi ý vừa rồi là gì? A. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. B. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cuội. Và C. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Hey, 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 hey. Ủa nhanh vậy? Nhanh, nhanh, nhanh. Ê, ê, ê. Đứng lại, đứng lại. Đúng rồi, đúng rồi. Níu lại, níu lại em. Đúng rồi. Ủa? Ủa? Ủa Kiệt ơi. Ủa đúng không vậy? Kiệt ơi. Đúng không vậy?
mình mới vừa làm hành động. Thì vậy ạ, em cũng muốn cho đội bên kia chơi thôi. Không, cái tiêu chí tự động mình nhường mà. Thì nhường nó cho nên em lon ton, chứ nếu mà nhanh là em thua tới rồi, em không kêu buồn. Ừ thôi bây mới giờ thua em một trận rồi. Lon ton về luôn. Lại ừ. Thật ra là em chạy là đại á, chứ em chọn đáp án A. Bị kẹt. Em chọn đáp án nào? Đáp án A mà vô xê. Bây giờ vậy, có một cái điều mà chúng tôi muốn thỏa thuận. Nếu như tôi cho Đằng lựa A thì tôi cho Kiệt lựa C. Rồi. Dạ không mà, cái này là nó chọn em mà. Okay. Chứ em đâu có chọn nó đâu. Vậy em chọn C đúng không? Dạ nó chọn em. Nếu chọn... như nó chọn em rồi là C thì em dạ. bắt buộc chọn C. Dạ, và dạ. em không muốn thay đổi thỏa thuận vừa dạ. rồi, đúng không ạ? Vậy thì được, cho em được, có một okay. thỏa thuận. Vậy thì cho em chọn A được không? Tin em đi. Em tin em đi, A không phải đáp án đúng đâu, nhưng mà em muốn giống như có chơi vậy thôi. Để chơi cũng được. Nếu bạn cho thì đồng ý luôn, em đồng ý luôn. Đồng ý mời Kiệt về A. Một cuộc thỏa thuận, tại vì đây là lượt cuối rồi. Là có ai thắng nè. Đúng. Kính thưa tất cả quý vị, trong một cuộc thi chỉ có duy nhất một người trở thành Nam Vương ngày hôm nay mà thôi. Và trên tay tôi Nam Vương quên, Nam Vương mới qua học. Nam Vương là anh Tùng. Nam Vương cũng vậy được mà, đâu gì đâu. Nhưng mà nãy tụi em nắm gì nè. Nam Vương dạ. Hậu. Một cuộc thi dành cho những người như thế này. Những người như thế này là sao? Anh lẽ nên tụi em hồi hộp quá. Những người tham gia vào chương trình chăm sóc sấy. Dạ. Và chúng tôi chỉ có một người đăng quang rực rỡ ngày hôm nay, và đó chính là đáp án. Đáp án ừ. À, chúc mừng Tuấn Kiệt. Quá kiệt thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chảy. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Lần đầu tiên tôi thấy mà một cái sự yêu thương đến từ những thí sinh của chương trình. Em không ngờ em chơi trí tuệ vậy luôn. Không, em hên thôi. Tại vì đối thủ của em ngày hôm nay cũng bao dung. Dạ, nói gì vậy? Nói chứ cũng chơi rất là hết mình. Dạ, nhưng em cũng khôn mà. Em khôn đó. Cái khúc cuối là khôn lắm. Về, yeah, mới đến cho đó. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch. Quý vị thân mến, kết thúc vòng đầu tiên chúng ta có điểm số như sau. Đội đỏ có điểm có tiền. Dạ. 10 điểm. Yes. Yeah. Yeah. Đội xanh bé đang chưa ổn lắm. Cũng sắp nó lớn chứ bộ. Không sao, anh có động lực cho em. Tạm thời đội mình đang chiến thắng 20 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng 2 của chương trình, để cho hai đội chơi sẽ có một ít thời gian để nghỉ ngơi định thần lại. Dạ. Và quay trở lại với vòng xoay lốc xoáy với tên gọi Hợp Sức. Xin mời. Quý vị thân mến, và đây chính là vòng 2 của chương trình mang tên gọi là Hợp Sức. Chúng ta phải chơi đồng đội nha. Hai thành viên, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Người đầu tiên sẽ ngồi lên bàn xoay này với hai cấp độ là 2 và 3. Mình cứ tuần tự thay đổi thôi. Và chúng ta sẽ có 4 lượt thi đấu. Người đầu tiên, sau khi rời khỏi bàn xoay, nhào lên phía trước, cướp lấy cái micro. Dạ, để làm gì? Để trao lại cho các thành viên thứ hai của đội mình. Và thành viên thứ hai sẽ phải làm nhiệm vụ là hát lại ca khúc mà chúng tôi thách đố các bạn. Luật chơi đã rõ, xin mời hai đội. Xin mời vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Kéo giò nữa. Đừng kéo giò, chạy không kịp đâu. Cái tay. Bố lên. Nghe cái reng là bấm liền. Bấm, chạy đi. Đúng, chạy đi. Số này đừng đợi dừng, phóng xuống té không được. Bạn ấy đã lấy được cái micro rồi. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm quãng đường xưa bến cũ miền Tây. Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà. Đúng.
vào miền Tây ta. Giặt vào miền Tây. Giặt vào miền Tây. Yêu hai quê hương hai yêu thương ta. Giặt vào cái người họ nghe nhạc vào yêu thương. Cảm ơn em. Chúc mừng em. Sai rồi. Đã là người chưa chiến thắng. Sao hồi nãy em nói quê hương mà sao em đổi thành yêu thương? Trần Tuấn Kiệt. Lần đầu tiên cho phép Tuấn Kiệt gửi lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất đến với tất cả quý vị và các bạn đang đến với đêm ca nhạc ngày hôm nay. Yeah! Tuấn Kiệt! Tuấn Kiệt! Hey! Mấy bạn ở dưới ai thích thì hát chung với tụi em nhé. Vâng ạ. Yo, yo, yo! Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con thường xưa bến cũ miền xưa Tây. Câu hò câu hát nghe thăm từng quê. Yeah, 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 yeah. Còn yeah, rất văn nghệ mà khó quá. Mình cố rồi, tình chúng em cố tình nhường mà không ngờ lại không chơi nữa rồi. Rồi, và bây giờ sẽ là lượt tiếp theo. Và bây giờ sẽ là vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 dành cho lượt thứ 2. Lên! Hay quá, kịp ơi. Hay quá, chiến thuật của mình hay lắm em. Chiến thuật hay lắm. Chạy có kịp đó mà hay. Quay ra. Kính thưa tất cả quý vị, vì sự xông xáo này mà bỏ luôn cái cặp giò của mình xuống đất. Ủa, ủa giò em thấy giò tăng của mình em kia đó. Rồi, trời ơi. Trong cái sự vinh quang này, trao cúp cho bạn đó. Còn lại là em đó. Cầm cúp. Bắt đầu mình chơi đó nha. Mời Chi Trần. Con xin lên trên cho cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cao. Dân dễ đó. Rồi, dễ đó. Xin mời em. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu, yêu thương nhau như trầu cao. Hay quá, tuyệt vời lắm. Rồi đi về đi, đi về luôn đi. Suốt đời. Đời, đừng có nhắc tới bên kia. Tới sao bên kia chị nhớ được. Rồi, xin mời các bạn không nhắc bài nữa, mời em ra đây. Nice. Thấy đó, lại là chiến thuật của chúng tôi. Ủa, mình sai rồi. Mình sai nha mình nha. Sai mình chịu điểm. Và trước mắt á thì mình bị trừ 10 điểm nha mình. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Hay quá, tuyệt vời, đúng rồi. Bây giờ tiếp đi, hai câu nữa. Bé ơi, rối não bé. Chết rồi. Tiếp. Chữ nó văng ra hết rồi kìa. Dễ hả, xin lỗi nha. Cho người yêu con mang trầu cao tới lấy. Rồi, con. Rồi, ok, ok. Mang trầu cao tới lấy con. Lấy con là con thật làm như làm dâu. Yeah. Và đáp án của hai đội chơi đều là đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. Đội đó bị trừ 10 điểm. Không sao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Xin mời. Em rất có cấp độ 3 đó nha. Và bây giờ vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Nhìn thẳng chân bám bàn. Chân bám bàn đúng rồi. Được rồi, được rồi, hay quá. Đúng rồi. Phải vậy chứ. Ủa. Rồi, về đây baby. Về đây, về đây. Lòng con hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng thắm. Dù cần càng vui càng uống, đắm say mê nồng tình duyên. Lòng còn hoài mơ một đêm. Đúng. Rượu cần càng say càng thấm. Hay quá, tuyệt vời. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời em, Juni, nói đi, có muốn hát không? Không ạ. Không thì đi về, ok. Đây là bài Trăng Sơn Cước, một sáng tác của Nhạc Văn Phụng và Lời Văn Khôi. Rất tuyệt vời, không có đội nào lấy điểm cả. Và bây giờ sẽ là lượt cuối cùng của chương trình. Xin mời. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 lượt cuối cùng bắt đầu. Dính. Nhiệm vụ của mình là chạy thôi, không sao cả. Kiệt ra được kìa em, chạy đi.
Đây nè, em cho cầm chơi cho vui nè. Yeah, rồi về đi. Ủa, em bắt. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đúng rồi. Câu 2. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mãi tìm đến cô nàng ngây thơ. Chiến thắng. Ôi nội ơi, nội tự hào gì con. Hát đúng mà hát hay nữa chứ. Hát đúng mà còn hát hay nữa. Bắt chờ em đi anh ơi. Ôi ơi, nó trả cái micro đây. Về đi ăn mừng đi, 20 điểm chúc mừng. Yeah. Và chúc mừng cho cả hai đội đã hoàn thành xong vòng 2 của chương trình. Tỷ số hiện nay như sau: đội màu xanh đang có 10 điểm, chúc mừng. Đội màu đỏ tạm thời đang dẫn đầu lội ngược vào ngang, 20 điểm. Yeah. Đợi đi, đợi đi. Nhưng chưa có điều gì chắc chắn cả. Chương trình này vòng 3 mới là vòng quyết định. Và bây giờ sẽ là vòng xoay may mắn. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng cuối cùng với tên gọi là vòng xoay may mắn dành cho hai đội chơi. Chúng ta sẽ giành lấy cái lượt trả lời cho đội của mình bằng cách Minh Xù đọc xong câu hỏi với khẩu lệnh là hết thì chúng ta sẽ nhấn chuông. Và sau khi giành được chuông rồi, chúng ta sẽ trả lời chính xác câu hỏi thì mình mới được chơi cái vòng xoay may mắn ở sau đây. Yeah. Lượt chơi đã rõ rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái lượt đầu tiên. Sẵn sàng nhé. Yeah. Trong bài hát Tình nghèo có nhau của nhạc sĩ Đài Phương Trang, tiêu chuẩn duy nhất mong ở người yêu của mình là gì? Hết. Mời đội xanh. Trả lời đi, em bấm thôi. Ủa? Dạ, tiêu chuẩn là anh ơi em tìm người yêu chung thủy. Em chỉ nhớ lời rồi. Rồi. Sai rồi. Sai rồi, sai melody rồi đó. Hát sai bài hát. Quên luôn bản gốc. Nhưng đúng nội dung. Chúc mừng. Anh ơi em tìm người yêu chung thủy, em tìm người tình trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Tình nghèo có nhau, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Nhạc sĩ Đài Phương Trang đã bắt đầu sáng tác từ giữa thập niên 60. Các bài hát của ông đều viết về những mối tình bình dị và đầy lãng mạn. Nhiều bài hát đã được nhạc sĩ Đài Phương Trang viết ra từ những trải nghiệm trong chính cuộc sống của mình, với chuyện tình của những người bạn hay những tâm sự của người yêu nhạc. Tất cả đều được ông gìn giữ và trân trọng và đưa vào tác phẩm của mình. Năm 1973, một bài hát có giai điệu trầm buồn với lời ca da dứt về nỗi cô đơn đã khiến giới mù điệu ngỡ ngàng khi thấy tên tác giả Phạm Vũ Anh Tứ. Và đó cũng là bài hát đột phá trong sự nghiệp của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Vì đáp án chính xác cho nên các bạn trong đội xanh sẽ có lượt chơi vòng xoay may mắn. Xoay nào. Lớn lên, nói lớn lên nha. Dân. Cậu lắm ơi. Trong giây phút đẹp rất sao? Vui đúng không em? Cảm giác hạnh diện. 60, ok. Đó. Hơn mình gấp 3 rồi nha. Dạ. Hồi nãy mình gấp đôi người ta, giờ người ta gấp 3 mình. Dạ, giờ tụi em gấp 4. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo. Thử thách này thì chúng tôi sẽ có một đoạn video clip gửi nha. Xin mời hai đội. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn. Sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Đây là ca khúc nổi tiếng Dấu Chân Kỷ Niệm, có tên tác giả là Thúc Đăng. Đây là bút danh nổi tiếng của nhạc sĩ nào? Phải nghe cái từ đó mình mới bấm được. Từ đó là từ gì anh? Từ đó. Và hôn tôi từ đó hết. Chúc mừng đại đạo. Đáp án của bạn là gì? Em xin được trả lời câu hỏi của đội em. Bút danh của ông ấy là Mạnh Phát. Ủa sao vỗ tay? Tại trúng. Là đúng. Dạ đúng. Dạ. Đúng luôn mà. Chúc mừng. Yeah. Mời Tuấn Kiệt. Dạ.
chân. Tặng đội bạn 30 nha. Wow, là mình tự nhiên đội không có 30 nha. Chương trình xin được thay mặt cho đội màu đỏ tặng cho đội màu xanh 30 điểm. Đôi khi ngồi mát ăn bát vàng nha. Đó là chiến thuật của đội em. Câu hỏi như sau: bài hát Đôi Ngã Chia Ly, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Đôi tình nhân trong bài hát này đã nhắc đến lời hẹn vào mùa nào trong năm? Hết. Nè, em nhắc luôn cho nè. Tuyệt vời, đội đỏ ơi, tụi em rất là nhanh tay luôn á. Nhanh quá trời luôn á. Mời tụi em đáp án là bây giờ bốn mùa mình chọn đại mùa thôi, biết mất không? Gì đâu. Để đội bên đây nhắc cho, biết không? Không cần, tụi tôi trả lời luôn. Ok. Bốn mùa chọn đại mùa đi. Em thích mùa gì? Xuân hạ thu đông. Em thích mùa xuân. Còn anh? Anh thì anh thích mùa đông. Vậy đó là gì? Nhưng mà em xuân thích mùa về xuân. Có đâu xa gì đó. Xuân về có đâu xa, nếu mà bông ba thì anh quay về anh cưới em gì đó các bạn. Ủa gì chọn mùa gì? Thì mùa xuân. Ủa sao lại thích mùa đông? Thì em thích thôi, nhưng ta nhạc sĩ chọn mùa xuân. Đáp án của đội mình là mùa xuân. Mùa xuân. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Em ơi, em ơi, xuân về nào có đâu xa. Nếu mà mọi gối bôn ba, anh về nối lại tình ta. Đây. Hay quá. Cái sự gây cấn nó nằm đây, gây cấn nằm đây nè. Xin mời các bạn đến với vòng xoay may mắn cuối cùng trong lượt này luôn. Khởi động. Nhanh nhanh gạt nhanh bà ơi, ông bà ơi, cho con nha ông bà ơi. Dừng. Chia đôi, chia đôi. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, 20 lúc đầu, ui, chơi xong còn 10 điểm, ok. Còn gì nữa đâu mà không với sầu. Chiếc cúp lưu niệm này sẽ dành cho đội màu xanh với 90 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Ok, cảm ơn Duy Trần, cảm ơn Tuấn Kiệt, cảm ơn Uni, cảm ơn Vũ Đăng đã đến với chương trình của chúng tôi. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy tới tận bây giờ. Còn bây giờ, Minh Dù, các nghệ sĩ, xin chào và hẹn gặp lại.